Vâng, anh Dương xin chào các bác. Hiện tại em đang có mặt tại quảng trường biển của dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là các bác cư dân và các khách hàng cũng đến đây trải nghiệm tương đối là đông. Quảng trường biển của chúng ta sẽ nằm giữa biển hồ trung tâm 24,5 hectare và biển nước mặn 6,1 hectare. Em sẽ quay một vòng xung quanh quảng trường biển để cho các bác tham quan. Đây là cổng check-in của biển hồ nước mặn. Vào bên đó thì chúng ta cũng có thể là vào uống cà phê và nghịch cát, thả diều, ngắm biển rất là đẹp các bác ạ. Và chúng ta đi thẳng ra sẽ đến trung tâm thương mại Vincom. Còn đây là những làng tiên cá. Quảng trường biển của chúng ta có quy mô rộng khoảng gần 2 hectare, là nơi tổ chức các sự kiện của chủ đầu tư, bắn pháo hoa hoặc là ca nhạc, các sự kiện tambourine. Còn trước mặt chúng ta đây là biển hồ trung tâm 24,5 hectare. Ở biển hồ trung tâm thì khách hàng sẽ được câu cá, đạp vịt. Buổi chiều hoàng hôn này rất là đẹp và thời tiết này cũng rất là ủng hộ để cho khách hàng và cư dân đến đây trải nghiệm. Các bạn nhỏ thì đang nghịch cát và phía xa kia thì cũng có chương trình của chủ đầu tư. Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ làm những buổi giao lưu ca nhạc cho cư dân và khách hàng đến tham quan giải trí. Những hàng dừa và bãi cát trắng này rất là thơ mộng các bác ạ. Các bác lên đến đây check in và trải nghiệm. Với bản thân em thấy ở đây rất là đẹp các bác ạ. Vừa rồi có chương trình dành xiếc dành cho các bạn nhỏ và các bạn nhỏ rất là thích thú ạ. Vinhome Ocean Park, thành phố biển hồ giữa lòng Hà Nội. Kia là chỗ đạp vịt kìa các bác ơi. Trước mặt chúng ta đây là những quán cà phê, biệt thự đơn lập Hải Âu 01. Các bác cần mua hoặc là cần thuê những căn Hải Âu 01 này thì có thể liên hệ với em Dương. Đây là quảng trường đây ạ. Chỗ này các bạn nhỏ đạp xe hoặc là trượt patin thì rất là thích đấy các bác ạ. Còn ở kia là những cái xe đạp điện giống như ở trong Sài Gòn các bác ạ. Xe đạp điện đấy sẽ chạy phân bổ đều ở trong Ocean Park nên là cư dân có thể đi lại rất là thuận tiện. Và ngoài ra cư dân có thể đi bằng xe buýt. Đây là cây nước ngoài trời, rất là tiện các bác ạ. Không gian ở đây thì rất là thoáng mát. Buổi tối ở đây thì rất là đẹp, những ánh đèn lung linh lên, không khác gì khu nghỉ dưỡng các bác ạ. Đây là biển hồ nước mặn này các bác này. Những chòi và những không gian và những cái bàn uống nước thì rất là cheap và rất là thơ mộng, lãng mạn cho cư dân và đặc biệt là những đôi tình nhân ngồi ở kia thì không cần tán cũng đổ đúng không bác? Và ngoài ra ở phía trước kia của chúng ta sẽ có vườn nướng BBQ. Chúng ta có thể là vừa nướng, cư dân có thể vừa nướng ở đó và vừa ngắm biển hồ rất là đẹp. Cư dân có thể là đặt nướng BBQ qua app, đặt bàn và chúng ta sẽ mang đồ nướng ra chúng ta check in và chúng ta nướng ở đó, trải nghiệm đấy thì rất là tuyệt vời nhá. Là một nơi đang sống các bạn. Các bác lên có một cái sản phẩm, một là một cái căn hộ ở đây để tận hưởng cuộc sống và
Và em đã biết được rất là nhiều các bác khách hàng nói là gì, khi mà về đây sinh sống thì cái tuổi thọ của khách hàng sẽ tăng lên rất là nhiều. Tại vì không gian sống ở đây thì rất là tuyệt vời, không khí trong lành, nhiều tiện ích. Ở đây chúng ta có thể là sở hữu những căn hộ chung cư tầm độ khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ, 2 tỷ. Hoặc là chúng ta có thể sở hữu những căn hộ thấp tầng như là biệt thự liền kề. Thì thời điểm này giá cũng tương đối là tốt, rơi vào từ 8, 9, 10 tỷ chúng ta đã có một cái sản phẩm thấp tầng ở đây rồi. Đây các bạn nhỏ đang chơi cát, đây rất là vui các bạn. Ở đây chơi chắc không muốn về. Các bác cần nhận sự tư vấn chuyên sâu về dự án có thể là inbox cho em Dương bác nhé. Em Dương sẽ phục vụ rất là tận tâm và nhiệt tình. Em chuyên làm dự án này nên là kiến thức cũng tương đối nhiều về dự án. Rồi đến con. Rồi đến anh ạ. Đến các cô ạ. Rồi. Rồi. Không có sự lựa chọn nào khác. Mời anh rất nhiều. Rồi photo chụp ảnh lại tất cả mọi người cái đi. Chụp ảnh lại cho đẹp. Mọi người đứng xinh sang bên này 2 bước nào. Xinh sang nữa đi ạ. Ồ, đứng chưa? Đứng chưa? Ok rồi, con vâng, em Dương xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh của em để được cập nhật nhiều thông tin mới về dự án. Ok, thưa tư ạ. Đây là những phần quà cuối cùng của chương trình rồi. Thế nên là trước khi chúng ta xuống nhận quà, em xin chào và hẹn gặp lại. Mình chào tất cả quý vị cái ạ. Rồi, 1, 2, 3. Muốn chào cái được không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi, em mời anh chị chúng ta sẽ xuống đổi quà.